chúng ta cùng làm bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 4 nhé. Ở đây, các em sẽ làm một bài tập Read and March là đọc và nối. Các em sẽ nối một câu hỏi ở cột trái với một câu trả lời bên cột phải, sao cho hợp lý nhé. Và các bạn nhớ hãy tạm dừng video và tập làm bài trước khi cô đưa ra đáp án. 1. What's your favorite drink? Món uống yêu thích của bạn là gì? Và ở câu 1, cô có thể chọn được It's apple juice. Đó là nước táo. Như vậy câu 1, cô có thể nối với E. Và bên đây đã viết sẵn rồi, chúng ta sẽ viết thêm E vào đây nhé. Là chúng ta chọn câu 1 nối với câu E nhé. 2. Does she like her job? Cô ấy có thích công việc của cô ấy không? Thì ở đây chúng ta có thể chọn được là No, she doesn't. Không, cô ấy không thích. F. 3. Would you like some lemonade? Bạn có muốn một ít nước chanh không? Chúng ta có thể trả lời Yes, please. Có. Đây là câu trả lời Yes, please. Có ạ. Thì thường thì để trả lời cho câu hỏi Would you like? A. 4. What does she do? What does she do? Cô ấy làm nghề gì? Chúng ta có thể chọn được cho cô là She's a clerk. Cô ấy là một thư ký. Chúng ta có thể chọn cho cô là G. 5. May I come in, sir? Thưa thầy, em xin phép vào lớp được không ạ? Ở câu 5, chúng ta có thể chọn với Yes, you can. Được, em có thể. B. 6. Do you like your job? Bạn có thích công việc của bạn không? Ở câu 6, các em có thể chọn là Yes, I do. H. 7. Would you like some noodles? Bạn có muốn một ít mì không? Và câu 7, chúng ta có thể chọn với Yes, please. I love noodles. Tôi có thích, tôi rất thích ăn mì. D. H. Where does he work? Cậu ấy làm việc ở đâu? Và ở câu 8, chúng ta có thể chọn là In a factory. Trong một nhà máy. C. 9. What time do you go to school? Bạn đi học vào lúc mấy giờ? Và ở câu 9, các em có thể chọn được là At a quarter to seven. Đó chính là 7 giờ kém 15. M. 10. Where are you from? Bạn đến từ đâu? Và câu 10, chúng ta có thể chọn là Tokyo, Japan. Tokyo, Nhật Bản. O. 11. What did you do last night? Tối hôm qua, bạn làm gì? Và ở câu 11, chúng ta có thể chọn là I did my homework and watched TV. Tôi đã làm bài tập về nhà và xem TV. L. 12. Did you go to school yesterday? Hôm qua, bạn đã đi học phải không? Và câu 12, chúng ta hãy tìm được câu Yes, I did. Yes, I did. N. 13. Is he Malaysian? Cô ấy là người Malaysia phải không? Và câu 13, chúng ta có thể chọn với No, she's American. She's American. Không, không phải, mà cô ấy là người Mỹ. J. 14. What time is it now? Bây giờ là mấy giờ? Và câu 14, chúng ta có thể tìm được câu trả lời. It's 2:56. Đó là 2 giờ 56. K. 15. When do you have English? When do you have English? Bạn học tiếng Anh khi nào? Và ở câu 15, chúng ta có thể chọn được là On Tuesday and Thursday. Vào ngày thứ 3 và ngày thứ 5. I.
Như vậy, ở đây chỉ có một bài tập thôi, nhưng nhắc nhở các em ôn lại rất nhiều các cấu trúc. Ví dụ như câu này sẽ là hỏi về món ăn, món uống mình yêu thích. Thì hỏi như thế nào và trả lời như thế nào? Đây là câu hỏi yes no, hỏi xem cô ấy có thích nghề nghiệp của mình hay không. Và câu này là một câu mời hay một câu hỏi lịch sự về món ăn hay món uống. Đây cũng là câu hỏi về nghề nghiệp. Còn đây là câu xin phép vào lớp. Câu would you like này cũng giống như câu 3 ở trên. Và chúng ta sẽ có câu hỏi là where does she work? Hỏi xem ai đó làm việc ở đâu. Ở câu này chúng ta sẽ có what time? Hỏi xem mấy giờ bạn làm công việc gì? Và ở đây là bạn đi học lúc mấy giờ? Bạn đến từ đâu? Rồi ở câu 11 và câu 12 thì chúng ta dùng thì quá khứ đơn. Ở câu 11 các em có từ để hỏi what? Hỏi xem bạn đã làm gì tối qua? Còn câu 12 chúng ta sẽ có câu hỏi yes no với trợ động từ did, hỏi xem bạn đã làm gì đó phải không? Ở đây là bạn đã đi học ngày hôm qua phải không? Chúng ta xem lại một số những trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ, ví dụ yesterday, last night, hôm qua, tối hôm trước. Hỏi xem ai đó là người nước nào, quốc tịch nào phải không? Đây là câu hỏi về giờ. Và đây là câu hỏi xem bạn học môn học gì đó vào thời gian nào nhé. Chúng ta nhớ ôn bài nhé. Còn bây giờ, các em sẽ chuyển sang một dạng bài tập khác. Chúng ta sẽ làm một dạng bài tập trắc nghiệm nhé. Có nghĩa là các em sẽ chọn từ đúng để điền vào chỗ trống. Để làm được dạng bài tập này, chúng ta nhớ đọc kỹ câu, đọc các phần mà bài đã cho trước, đọc tất cả các đáp án mà bài đã cho để chúng ta chọn một đáp án sao cho thích hợp, phù hợp nhất để điền vào chỗ trống nhé. 1. Would you like... beef? Bạn có muốn... beef ở đây là thịt bò. Bạn có muốn một ít thịt bò không? Thì ở đây các em có các từ để chúng ta lựa chọn. An, a, some, any. Thực ra thì để nói về some, any hoặc là a, an là một phần kiến thức cũng khá rộng. Nhưng cô đã làm rất chi tiết trong một video, trong chuyên mục mục tiếng Anh cơ bản. Nếu các em muốn xem rõ hơn về phần này, chúng ta hãy mở mục tiếng Anh cơ bản trong kênh của cô và chúng ta học phần some và any, a, an để chúng ta nắm rõ hơn phần này nhé. Còn ở đây thì chúng ta sẽ hỏi và dùng từ some trong câu hỏi. Would you like some beef? Beef là danh từ không đếm được, chúng ta sẽ điền từ này nhé. Ở đây cô không điền từ mà cô sẽ gạch chân cho nhanh nhé. Chúng ta sẽ có từ some. Would you like some beef? 2. My father, his job. Ba của tôi, công việc của ông ấy. Các em sẽ có là like, loves, do, have. Thì ở đây chúng ta phải quan tâm đến phần động từ. Trong bài này, các em thấy my father là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Nó tương đương với chủ ngữ là he. Vậy thì ở thì hiện tại đơn, đối với chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, động từ thường, các em thấy chúng ta phải chia động từ đúng không? Ở phần này thì hiện tại đơn, các em có thể xem rõ hơn bài thì hiện tại đơn cô đã dạy trong mục tiếng Anh cơ bản nhé. Và ở ngôi thứ ba số ít thì động từ thường chúng ta phải thêm s hoặc es. Như vậy, trong bốn động từ này chúng ta chỉ thấy có động từ loves. Loves là đã được thêm s rồi. Chúng ta sẽ chọn cho cô động từ này nhé. Và các em sẽ có câu hoàn chỉnh là my father loves his job. Ba tôi thích công việc của ông ấy. 3. Câu số 3. What... Lan do. Và các em có các từ lựa chọn chính là is, am, do, does. Đây là một câu hỏi. Vậy chúng ta sẽ có là what does Lan do? Lan làm nghề gì? Phần này cũng có trong bài thì hiện tại đơn mà cô đã dạy nhé. 4. Our friends, những người bạn của chúng tôi, go to school, cô xin lỗi nhé, to school in the morning, đến trường vào buổi sáng. Và các em thấy our friends là danh từ số nhiều, ngôi thứ ba số nhiều,
Thì với động từ thường, các em sẽ không chia động từ và để động từ nguyên mẫu đúng không? Cho nên câu 4, các em phải chọn đáp án là go. When là từ để hỏi, girls là động từ go đã thêm es, did là động từ do biến thành từ did trong quá khứ đơn. Như vậy thì ở đây thì chúng ta phải dùng từ, đó chính là từ go. Và câu hoàn chỉnh của các em sẽ là our friends go to school in the morning. 5. What? Chấm chấm, you do yesterday. Câu hỏi, và ở đây thì các em có các từ là do, does, did. Từ này thì động từ do thêm hai chữ cái. Ở đây thì chúng ta lưu ý cho cô yesterday. Yesterday, ngày hôm qua, đây là một trạng từ chỉ thời gian, khiến cho các em biết rằng câu này sẽ ở thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn, cô cũng đã dạy riêng một video rồi nhé. Như vậy, câu 5 này chúng ta phải chọn trợ động từ là did để thể hiện cho thì quá khứ đơn trong câu hỏi nhé. Và câu hoàn chỉnh của các em sẽ là what did you do yesterday? Hôm qua bạn đã làm gì? 6. Learn chấm chấm at the zoo last weekend. Các em cũng có cụm từ last weekend là cuối tuần trước. Các em có các từ is, was. Đây là động từ to be và thêm hai chữ cái. Ở đây các em có từ am. Thì am là động từ to be ở hiện tại. Is cũng vậy. Còn quá khứ thì động từ to be nó là từ was hoặc từ were. Ở đây chúng ta thấy Lan là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, cho nên các em phải chọn là was cho câu số 6 nhé. Chúng ta có câu hoàn chỉnh. Lan was at the zoo last weekend. Lan đã ở vườn thú vào cuối tuần trước. Seven. My drink is lemonade. Like, favorite, love, drink. Ở đây, câu này muốn nói là thức uống yêu thích của tôi là nước chanh. Như vậy, câu số 7, các em sẽ chọn cho cô từ favorite. Và câu hoàn chỉnh của chúng ta sẽ là my favorite drink is lemonade. I go to at 10 p.m. Tôi đi ở đây sẽ là 10 p.m. 10 giờ tối. School, work, bed, the zoo. Như vậy dựa vào cái 10 p.m. thì chúng ta có thể chọn cho câu 8 là từ bed. I go to bed. Tôi đi ngủ vào lúc 10 giờ. I go to bed at 10 p.m. 9. My father is a farmer. He works in the. Ba tôi là một nông dân. Ông ấy làm việc ở. Các em sẽ chọn các từ factory, nhà máy, school, trường học, office, văn phòng, cơ quan, field, cánh đồng. Như vậy thì từ farmer chúng ta phải chọn là field. Người nông dân phải làm việc trên cánh đồng thì sẽ hợp lý nhé. Cô sẽ chọn từ này. Chúng ta có câu my father is a farmer. He works in the field. 10. Every day I get at 6 o'clock. Các em có các giới từ là up, in, to, next. Every day, hàng ngày. Tôi thì chúng ta có thể chọn cho cô từ up, nó sẽ đi với là get. Get up, thức dậy vào lúc 6 giờ. Cô sẽ gạch chân từ này nhé. Every day I get up at 6 o'clock. Hàng ngày tôi thức dậy vào lúc 6 giờ. Như vậy, trong bài tập này cũng gồm rất nhiều mẫu câu mà chúng ta đã học. Các em nhớ ôn bài nhé.